Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới em cũng kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hôm nay Sài Gòn là 29 Tết. Chúng ta đang có mặt ở đây là chợ Cô Giang. Và đây là đường Cô Bắc này, giao lộ với Đề Thám. Và hôm nay có sự tham gia của anh chị Văn Đông nhỏ nè. Nhỏ đi xe đẩy nè. Đồng. Và hôm nay chúng ta sẽ đi dạo một vòng chợ Cô Giang về đêm, xem hình ảnh chợ Cô Giang về đêm năm nay như thế nào ha. Đây là đường Đề Thám nè, hủ tiếu toàn quán nè, rất là đông luôn. Năm nay thì chợ không có đông đúc vui tấp nập như năm rồi, do là tình hình chợ cũng không còn nữa, nên chỉ còn vài hộ bán nhỏ lẻ thôi. Hồi sáng thì đi chúng ta thấy hồi sáng đi có một đoạn thì đông, một đoạn thì vắng. Bây giờ bán tạm thôi chứ cũng không có thành cái chợ nữa. Đẩy nè, mày xích vô xe, mày xích vô. Bên đây là hẻm 88 Đề Thám nè. Buổi sáng thì có bán hủ tiếu với chị bán nước ngọt. Kế bên có cái nhà trang trí rất là nổi bật, rất là lạ. Không biết chị Mì bán cái gì đây. Đi làm sao đứng sao mày, đầu nhỏ này đi xe nhí nhảnh quá. Bên phải không thấy gì chứ. Bên kia thì có trái cây nè, giống như buổi sáng thì bên ở khu vực bên đó đông, thì bên đó là phường Cầu Ông Lãnh. Có vài chỗ bán trái cây. Còn bên vị trí này là phường Cô Giang. Bên kia có chị bán chè 85 Cô Giang. Đó.
Mà đi chợ này về đêm thì ta không thấy như hình ảnh của Tết giống như năm rồi nha. Có những anh chị bán đồ tạp hóa đồ nhiều lắm, nhưng mà năm nay không bán tanh đâu. Mở đấy phải không? Đi lên lề đi. Ừ. Đó, mình nhìn bên kia đường nè. Hả? À, ở đây bán dưa hấu nè. À, dưa hấu có khắc chữ nè. À, phúc lộc thọ chúc mừng năm mới. Rồi buổi sáng ở đây bán thịt cá, rau củ quả rất là nhiều. Nhà đông lắm. Nhà 64 cô Giang. Đi đâu nữa đây? Đi thẳng luôn. Mẹ đi trên lề nè. Bụi gì, bụi ngoài xe, cái vỉa hè nè, bụi gì. Nói chung là chợ buồn. À, bên trong hẻm hẻm Phú Quý nè, hẻm 103. À, kế bên thì có cái tòa nhà mới xây xong nè. À, này là 2 căn luôn á, đây là 8 tầng thì phải, có tầng hầm nữa. Hình như là đang có cho thuê rồi. Sumato Center khai trương vào tháng 2 năm 2020. Hình như là khu vui chơi con nít đó. Sumato. À, bây giờ đường cô Giang đi về đêm như là sợ ma luôn á. À, anh chị thấy nãy giờ chưa xe nào qua lại luôn. Sự vắng vẻ mà chưa có năm nào mà vắng như năm nay. À, một hình ảnh cũng na ná như buổi sáng chúng ta đi vậy đó. Mình đang đi trên cái vỉa hè của đường Cô Giang. Năm trước cái vị trí chúng ta đang đi đây là cái chỗ mà bà con buôn bán nè, bán ba đồ tạp hóa đó, nồi niêu son chảo, đồ bếp gia dụng. Tết bánh mứt trái cây ở bên nhà số 141 cô Giang. Nào đi lẹ vậy, đi từ thôi, làm chạy lẻ vậy. Bạn Đồng chơi gì, bạn Đồng đứng xe kiểu gì vậy? Thôi té đó, chạy kiểu gì vậy? Cái gì mà đếm xe lông thang chó chạy qua có chó mới đếm luôn.
15 chiếc xe, 16 chiếc xe, cái 17 con chó. À, ngay đây là trường trường Lương Thế Vinh. Sáng nói sao chịu nói vậy. Nó đi đường này sáng sao chịu vậy, giờ bây giờ không có gì khác. Quay lại. Thôi thẳng luôn nè. Thẳng khoảng ngoài phải nè. Ngay đây là quay về mua bánh mì má ăn bết. Chùa Linh Sơn. Rồi chúng ta đi quay lại đi mua bánh mì đi ha. Bánh mì của chị này cũng rất là ngon nè. Rồi mình cúp máy xíu nha, chút xíu nữa mình sẽ lại xe bánh mì mình coi cái gì ha. Coi như thế nào nha. Rồi chúng ta chia sẻ tiếp. Nói chung chợ cô Giang chợ Tết buồn lắm. Rồi chúng ta sẽ tới chỗ bánh mì gánh đây nè. Ở đây là số 93. 93 Đề Thám. Đó. Có một cái cô bán bán bánh mì gánh. À, bánh mì bì, bánh mì xíu mại. Cô này bán lúc ẩn lúc hiện. Bây giờ là ổn định chưa cô? Ổn định, ổn định ngay 93 cô Giang. Ô, 93 Đề Thám chứ. Hết lên nổi. Giờ chợ đâu có còn nữa đâu. À, bánh mì bánh mì bì, bánh mì xíu mại, bánh mì thịt. À, nhìn xem bánh mì hấp dẫn chưa, mấy chục năm bán bánh mì cũng lâu lắm, mua ra bán ăn chốn luôn. Người ta tưởng, người ta tưởng đâu lên núi. Nói trả tiền thịt lên quá trời không lên giá. Lên đúng rồi, nhưng mà mấy bữa nay đó bánh mì mất tính tiền không lên nữa. Bánh mì cũng lên hả? Ừ, mất tính. Tết này cũng lên á. Mình là máu ấy, mình phải đặt lên. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Đây, đi về thôi. Rồi, ngồi ngược té đó. Xoay lại. Hả? Còn cái xe này nó làm được cái 3-4 triệu luôn á. Rồi video clip đường Đề Thám, đường Cô Giang đến đây là hết. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo nha. Nói chợ thì cũng không đúng. Chợ chỉ là bây giờ cũng là chỉ là ký ức thôi. Chứ bây giờ không có còn buôn bán như ngày xưa nữa. À, đi thẳng bên kia đó là đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Hưng Đạo qua phố Tây Bùi Viện.